lihat ke mana? Ngolin, nengolin tanahnya. Dekade. I am the girl. Thank you.
rồi. Ôi trời ơi. Đây một chắc con này phải hơn chục con ở trong ổ này. Đây sang đi sang đây. Đây. Ui nó ra bên này. Con này đây. Đây bao. Nhiều lắm, xong này cả một ổ luôn. Nó còn mấy con nữa. Cho đầu nó vào chút. Bắt được nhiều ghê nhỉ? Nhiều rồi mấy con. Ui, đây. Bắt. Ở đây nhiều thế, được bắt được bao nhiêu con trong này rồi mà nhiều thế? Bây giờ có 5-6 con. Ở trong kia tôi vừa bắt được mấy con nữa này, vào tí vào kia lấy rồi. Không sợ ở đây ổ. Nào, để cho sang đấy nhá. Bắt được đấy. Đuổi sang đây. 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 À, đầu. Đấy. Ui, con này. Ui, con cẩn thận con này mổ đấy. Cẩn thận này. Đây được chưa. Ui. Đây còn.
đấy chứ, còn có nào. Đây 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 đây, đây đây, thấy không? Thế rồi sao? Hết rồi sao không thấy còn con nào? Thế rồi. Chắc phải hết đấy, ủ nó chỉ còn thế này đấy. Còn á? Ừ, vẫn còn một ổ vào cắn gà. Đây này, đây còn một thùng nữa nữa này. Đâu đâu đâu. Đây đây. À, ừ, nhiều này cơ á? Ừ, nó ở trong thùng. Đấy. Đây đây đây. Đây bạch 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 ra để tôi đổ một phát vào. Ăn gà này. Vỡ mất mấy quả trứng liền. Úi. Này chắc phải được mấy cân đấy, mấy cân rắn liền. Này, được khá nhiều đấy. Rắn này bán được nhiều tiền không? Ôi cũng bình thường, vất vả lắm. Sợ nhỉ, trong đồ này đầy. Hôm lần trước tôi nhìn thấy con rắn to tướng ở trên này cơ mà. Ở đây có rắn mà. Mua con khỉ này à? Con khỉ mình yêu nhỉ? Đấy, nó sợ đấy. Con này là bắt được, nó bị không biết là mẹ nó đâu, nó bị vướng vào cây là bắt được cái theo người đó. Bám người lắm. Nuôi cho trong nhà. Hôm nay bắt được nhiều rắn rồi. Này. Thôi tiền nong gì cũng bắt đi. Thôi các bạn cầm đằng nào tôi đi bán này. Thôi thế thế cho Jin mấy đồng nhỏ nhỏ kia mua sữa hay mua đồ ăn cho bọn này con thôi chứ còn đấy. Đấy gì. Nào thế cho em bé nhá, em bé cầm tiền này. Rồi. Em bé xin nhỉ. Bye bye nhá. Úi. À. Thế tôi đi đây. Ừ thế đi về nhá. Thế đi cầm đấy. Mua gì nhiều thế? Chị hồng bên nhà em này. Thế? Em vặt ra. Không, tôi chỉ có hồng ở nhà em thôi. Chị mới nhà chị nhỉ? Ừ. Rộng chắc chắn đấy. Chị đang nấu cái gì đấy? Ui, sáng nay vừa lấy chị vừa bắt được một ổ rắn liền. Ở đâu chị? Ở trong gà này nó ăn mất một quả, một ấy trứng, ăn trứng. Bên đấy là này nó trồng cái gì không? Đất nó làm sao? Chị luôn luôn á.
Mỗi một con vịt để đẻ, hôm qua đi bán vịt. Cái rắn của chị đâu? Rắn à? Rắn hôm nay đang bắt thì là gặp cái ông đi bắt rắn ấy. Thế vào ông ấy bắt cùng, thế là ông đưa cho mấy chục và tôi trả cần tiền, nhưng ông ấy vẫn đưa cho mấy chục. Thế chị phải đặt bẫy đi. Ừ, nhiều một ổ ở cái ngoài cái bếp cũ của chị cái kìa. Nhiều dã man luôn. Ừ, một ổ luôn mà toàn rắn nhỏ. Đặt bẫy là em sợ nó đi vào trong nhà này thôi. À, hôm nay ở đây ngủ với chị nhá. Tí còn con vịt ra bắt thì lốt. Bắt thì lốt ấy. Chiều nay chị cũng hẹn. Sáng nay cũng có đi con mà. Hai chị em thoải mái. Đằng nào cũng còn một con nữa ấy. Lốt cho nó, ông chị để nó. Rắn nó cắn ấy, để làm gì đâu. Thịt lốt đi. Chị định nấu gì đấy? Thì cho vào nấu canh, nấu các thứ. Nếu em cứ em đi ra nắng ra đồng nhiều ấy, xong em cũng không hay mặc áo dài nữa. Mặc cái áo là chịu cái nắng, nắng lắm. Ôi, mùa thu mà vẫn nắng. Trên này cũng oi, nhưng may được cái trên này cây cối nó mát. Lấy một con đĩa. Mày xuống xem đi mà không có xuống, con bảo đâu có giờ. Cũng nói được này cơ. Tầm bao nhiêu? Tháng 10 á. Nếu mà đúng thì cũng hồ sơ các thứ về thì cũng tầm tầm này đấy. Xeo sổ cho trong tí nữa. Ờ. Thì thôi, chị em mình đi bắt con vịt thì cái con vịt xeo sổ cho chị đây. Này nhìn giống như hồng sô cô la bên Nhật Bản. Cơ bản là dạo như bà Tấn Tấn cũng đéo mới về mùa thôi là chuyện thải ra cái khá luôn mình. Một thùng thì cái hồi nó đến lúc như lúc nào mà nó cầm tay ấy, hôm mà bánh sinh nhật nên nó cầm tay nó giữ thì vua bánh sinh vào nhật và mặt chị cũng cực cỡ nó luôn, nhưng tay nó khỏe cũng khủng luôn. Cái này ngọt nhỉ. Chuối ăn ngon mà. Cũng bên vườn luôn à? Không, vườn thì em không có chuối. Chuối mà chị ăn thử cái này đi. Chị vừa ăn rồi ăn. Củ đậu này ăn mát này. Giòn nhỉ? Chị thêm củ đậu. Ngon. 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 Giờ cái rắn mướt mày không có quả nữa chị. Quả già hết già rồi. Già hết rồi nhưng mà ở trên này chị cũng chưa vặt, không vặt được. Dạo này không bận, không vặt được. Bây giờ chị vặt được phơi ở bếp thôi. Mấy quả mướt già này chị làm giống được đấy. Đâu nhiều gạo tí nhỉ. Nhiều gạo như là hôm nay bảo chị cũng sang chơi đấy. Đỡ hơn thôi, có vẫn còn ở trong giàn ấy, bỏ ra bắt canh được mà. Ở trong giàn ấy. Nấu đứng cho đỡ mày. À, tốn diện tích lắm, giờ xây lên lại nhì nhàng lắm. Chị có cái bếp giờ ấy cho hẳn vào cũng được. Ngày trước định để làm cái bếp đấy bên kia để lướng mới xây kiểu như thế. Nhiều quá chị. Nó già hết rồi. Dạo trước chị không ăn tới, không để ý ở trên kia nó già hết rồi. Ui, cái bếp này đúng rồi, chị phải xây lại, làm lại cái bếp mới được. Khó nấu. Kéo bằng tay. Từ từ đấy.
Cho nên lồi này nó nhỏ quá. Con gà này to đấy chị. Hả? Con gà này đang ấp đấy. Đẻ được có 2 con. Rau nhé. Đi vào rau thì chị ra bắt con vịt đó. Còn một con vịt thịt lốt cho nó. Đâu chị? Đâu? Trong này cũng có một quả đấy chị. Chắc không? Không chắc đâu gái. Để em treo lên em vặt quả. Đây có quả to lắm chị ơi. À vì này phải cho chị phải cho một ít muối vào nữa. Đây còn hoa quả đâu. Đây, đây đây đây. Chị mang ra đấy rồi. Muốn xào cái gì hả? Gọt rau mà. À. Lòng xào cay. Ừ. Ừ, chị cũng ít sắm này. Thiếu thiếu tiền này. Con này cho chị ấy ra lố măng nhé. Chị còn ít măng hôm nọ đi lấy đi chặt được ấy. Cho lố măng nhé. Mướp non lắm chị. Ừ. Chắc mùa này mùa mưa rau nó cũng non. Cái này chị không bao giờ chị mua mới đâu. Quý vị xong em xào cái này để chị thái hết măng này. Xong em xào cái này nhá để chị thái măng, thái hết măng. Bếp này của chị công nhận là phải làm lại thôi. Khói lắm. Mấy hôm nữa chị làm lại chuồng vịt các thứ. Thì tiện làm lại bếp luôn.
thơm thế nhỉ. Có vung không chị? Có cái vung 40 ở đây. Chị có ớt chưa? Ớt đã có ở trên mái kia có cây ớt, chị nuôi cây ớt trên cảnh mà. Cây cảnh trên đấy mà. Em lên vặt nhá. Ừ. Chị đóng cả bàn ghế trên này à? Cái ớt nhỏ mà nhiều quá nhỉ. Chị có ăn được cay không? Cái này được rồi, để em nhấc ra. Thank you.
rồi đấy chị ạ. Nó nghỉ quá à? Ủa? Chị bắt được nó ở đâu đấy? Nhà chị ở gần đây luôn nè. Thế xong thì ít nữa thi thoảng vào đi chơi, sang chơi cho biết nhà. Vâng. Anh Thế này, chị có nhà có mấy cây đấy. Của nhà chị á? Ừ. À, em xin thứ ngọt. Này chị ăn cây cây chua hồng bên nhà em trồng đấy. Cái này chín ngọt, ôi thơm thế. Chị hôm nào sang nhà em chơi nhé. Nhà em có ao rộng lắm, sang ấy nhiều cá. Mỹ không cần đến nó. Không phải đi. Con này đáng yêu mà. Trèo lên trên bếp. Nó lúc nào nó cũng theo chị. Thôi đi. Có ai thích con khỉ em cho mượn. Con đấy chỉ cần ai mà yêu thương nó, thân thiện với nó là nó theo dịt lắm. Nằm ngủ luôn rồi. Nó buồn ngủ quá. Đấy, đấy, ăn nó không ăn đâu chị. Nãy giờ nó ăn nhiều thứ quá rồi. Đây. Nằm nữa, thôi kệ nó, cho nó nằm đây. Này cho em miếng này. Này. Đấy, đấy đâu. Chị hôm nay chị đi đại hến. Được nhiều không vậy? Được nhiều lắm, ui ơi, chị đi nhiều lắm. Phải làm vàng. Ừ.
ơi, con khỉ kia Quỳnh ơi, bỏ con khỉ ra cho chị đấy, nó lại nhảy phá rồi đấy. Lấy từng nào rán từng nào để mang hết đi. Ê, để em lấy bát ra đây đập. Ừ. Ừ thôi ăn nào được. Ừ. Tối lên lấy uống trà ngắm trăng được đấy nhỉ. Ừ. Mát mà. Ở trên này mát. Chị ngọt đấy. Đây nó còn chưa bắt nhé, nó bắt kia vào cái ngọt nữa. Chị ăn. Ăn đi thôi, chị vừa ăn rồi ăn. Ý, này nó buồn ngủ quá rồi này. Thế em buồn khí này, nó buồn ngủ rồi đấy này. Thơm ghê chứ. Chị cứ ngồi đây chị giữ cái bạn khỉ này, không bạn ấy lắm. Bạn ấy lắm thì ăn nhảy vào luôn ấy. Đây, 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 đây. Ăn cơm em toàn phải ăn nhớt vào ấy. Cho nó ăn xong nhớt vào luôn, nó ăn nó đây. Nhảy linh tinh luôn. Đây. Bạn này đang buồn ngủ rồi. Thế nghe tiếng ngân lại quay lại. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi nào. Ngủ nằm nữa. Sao dạo dùng nhát này là ngủ lại. Ngủ đi, ngủ đi nhé. Rồi ngủ đi nhé, buồn ngủ quá rồi phải không? Em tắm cho cái con này chưa? Em tắm rồi ấy. Không bể lắm, không nào phải lắm. Đấy, không bể được. Đấy. Trời ơi, không bể được. Nào chị thấy thuốc hoa đầu thuốc. Nếu còn bình thường nó lo quá, chị là làm một cái là hai cái là nó ngủ ngủ luôn. Nó quá hết. Ăn đi nhé, ăn đi đó. Chín nữa là xong ấy. Ừ, em dán cái con chuột nó ngủ lên đây đây. Bố đây đây này. Ừ. Đây đói quá. Quá. Là cho ăn cơm cái ngủ này, nên đang ngủ này chứ. Đói quá. Kiểu đói không ngủ được. Mấy quả chị nhỉ? Tôi cho 4 quả đi, 4, 5 quả đi. Cho thoải mái, trứng ngon mà.
chảo này bị sát à? Ừ, chảo sát lại chảo có từ lâu mà. Em nghĩ phải để ra thêm một tí nữa. Có thể ra một tí nữa cũng được mà. Bây giờ về sớm. Chị ơi, để em cơm về chị nước rồi cơm. Ăn cơm thôi chị ơi. Đi ăn cơm đi. Nhiều món quá. Hay lấy cái kiềng kia, để mình ra mình cầm cái kiềng. Ừ, đúng rồi, cái kiềng. Em ăn cơm đi em ơi. Cơm nhá. Nào đi. Ê, cái bạn đấy vùng đấy cho ăn cơm rồi cho bạn ấy lên tầng chưa chị ạ? À? Ừ. Cho lên luôn đấy. Cho bạn ấy lên trên tầng cho bạn. Ừ, thế này em cho đi đi. Nào. Giường của mình nào. Đã theo chị lên giường nào. Lên giường nữa. Ăn đi chị ơi, ăn đi em. Rồi, ăn đi em. Ăn đi chị. Ăn no rồi. Con vịt ăn ngon. Kéo tay nhỉ. Đúng rồi. Món này ăn cũng đạm rồi, không phải chấm nữa. Ừ, trong khi này già. Ngon. Kéo lên để chị. Ngon nhỉ? Cái này giòn đấy chị nhỉ? Ăn ngon mà. Vịt này ngon, đạm. Cũng là ăn bò thịt. Bạn cố một chị đâu? Nào, ăn nào. Ăn đi em. Đây đây chị để đây ăn. Nghe là ăn mướp à? Ừ, mướp ngon lắm. Ừ. Ăn đi chị ơi. Mướp. Măng này không gọi đấy, em đi lấy hả? Đúng không chị? Chị ơi ăn món này ngon này. Ừ. Ăn đi em. Ngon. Ngon lắm. Chị ăn đi chị ăn chị lấy. Bánh thì nhìn nhìn nó biết biết rồi. Mà gắp cho bà. Ngon ăn chuối. Ngon nhờ chuối ngon. Thơm. Tối. Không có trăng sao. Ừ. Cây nấu cháo rồi. Không, mà ăn xong rồi xong ba chị em mình đi lên trên riêng ngủ. Đúng rồi.
Khế này ngon đấy. Thì nó mở ra nhưng mà chị ăn là em vào rồi thì em có xe chứ không quay được mọi người bán hết là ngày. Em còn mỗi lần thêm lên. Ngon quá. Thường nhiều đồ ăn lắm. Đây cầm cái này chị đưa thêm một đồ ăn. Đi lên đi, đi lên, lên lên uống nước các thứ đây chị ơi, uống nước các thứ lên đây ngắm sao không sang uống nước đã.
rồi. Thank you.
hỏi chị xem nha. Đây bà thêm mà lấy luôn đi, mua luôn đi. Mẹ kiến nó đang đốt bít. Ừ.
cưng cho nên nó trộn cái vào. Người ta trộn lẫn lộn, người ta cân, nhưng mà cháu không hiểu lẫn lộn cân mà cháu chỉ bằng cân như này rồi mới trộn sao rồi. Chuyện nhà mình chính nghĩa chưa bật cân luôn. Cho mẹ ơi. Ông kia mượn cân đen thì ông bán 10 thì cắt nó lợi. Ông tháng 10 thì cắt nó lợi. Đấy cửa nhà lên qua dùng tháng thì ngon. Đông lọ bảo là ta đi làm bảo ông mà đi thì ông đi luôn. Ông ở thì từ giờ đến Tết mà lên để xem đứa nào nuôi được thì ông ở. Đừng về nữa. Thế là hôm lọ làm nhà bảy cả. Không có làm đéo gì cả. Nắng nôi này. Cứ để thế về các cô có chủ. Cháu. Với ngoài đi. Cô mua cho bố vợ. Thi thành cho bố vợ bữa. Bà Hà có nem không? Có ai không? Ăn nem tay không cô? Cô ăn nem tay ngon lắm. Ai nem nào? Cây hoa sen. Cái hoa sen nó bác đã mua rồi, nó vừa đăng lên nó mua rồi à? Hả? Cái hoa sen mà có phải nó bán đấy. Kim. Kim hoa sen. Cái hoa sen nó bán anh em ăn bên em tay gì ơi. Ở phía em tay thôi. Lên được có phim đấy. Tớ to ăn gì hai đứa là miếng luôn. Tiền dài đi. Thank you.
sẽ trộn lẫn lộn cái này vào người ta bán, nhưng mà cháu cân riêng cái này thì mới trộn. Có đồng nhiều. Còn hào phun hết lợt à? Em phun được con này là hết này. Đấy đồng chung còn mùi tàu. Mùi tàu. Đấy gì đồng mọi bà con. Ăn mua lem có hôm nay là mua chưa? Mua rồi à? Mua 30.000. Bà Hiến ở đâu mang đi lấy cho tối về ăn. Thừa thì về tối ăn với nhau sao? Còn cháu đứa nào cũng cháu mua đứa nào cũng ngoài quán người ta trộn cả tất cả những cái này vào người ta mới cân. Cả món ve mỏng. Ba lạng luôn. Người quán nó sẽ nó bọn nó quán nó sẽ trộn hết cái này chúng nó mới cân lên. Còn cháu không thấy bà có thể ăn nhiều vừng lạc không? Cho nhiều vừng lạc. Vừng lạc á? Lạc là uống cho gia vị vào nhá. Này có mặn nhạt thì nhạt thì có cho không cho mặn lắm sợ mặn nó người nhạt chấm mà không có tiền đâu. Ui sẽ lại có 19.000. Đâu nãy đi mua về đồ về một túi. Thank you.
hư rồi. Vâng.
Con ai cũng chả nhớ. Giọng đấy. Giọng đấy, giọng bên này là bà ngắt lá. Giọng đấy là con lấy. Đây à? Ừ. Cũng cứ để có cái mặt luống là đẹp đấy. Đây là châu cá không? Đây là châu luôn ạ. Cá đấy là cắt dùng là châu cá. Thank you.
Tết quá ngon. Bán với 2 cân. Mà con nó được mượn cái túi rồi, người ta chọn hết rồi đóng kém rồi nhá. Không ăn kém thì người ta chọn hết luôn thì sao? Nào cân đây. Là bán 6.000. Cái bạch nóng lắm cho mình.
Bao nhiêu cân này? 48. Thank you.
Mặn quá, thấy hết xi luôn. Mặn một phát là bay xi. Có đi cỗ.